Thưa quý vị, năm 2024 mới chỉ đi qua chưa được một nửa năm, nhưng Việt Nam đã chứng kiến những biến động không ngờ về công tác nhân sự khi có tới 3 vị ủy viên Trung ương Đảng làm bí thư tỉnh ủy đương nhiệm bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành khởi tố và bắt giam. Và cũng có tới 3 vị ủy viên Bộ Chính trị xin thôi từ chức một cách đột ngột, khép lại sự nghiệp một cách đầy tiếc nuối. Việc ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ xin thôi đảm nhiệm các chức vụ để nghỉ công tác khiến cho cơ hội bước vào hàng ngũ lãnh đạo chủ chốt đất nước rộng mở đối với bà Trương Thị Mai, là thường trực ban bí thư, trưởng ban tổ chức trung ương. Bà Mai là một chính trị viên dày dặn kinh nghiệm. Bà là ủy viên Trung ương Đảng 4 khóa liên tiếp từ Trung ương Đảng khóa 10 tới Trung ương Đảng khóa 13 với hơn 18 năm liên tục. Bà Trương Thị Mai trưởng thành từ công tác đoàn, gắn bó thời gian rất dài với công tác của Quốc hội. Đồng thời, bà cũng có tới tận 8 năm là cán bộ chủ chốt của Đảng. Uy tín của bà Trương Thị Mai được đánh giá khá cao. Minh chứng cho điều đó là kết quả các lần bà Mai được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 2 lần. Quốc hội khóa 13 lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu. Bà Trương Thị Mai đều nằm trong top 3 nhà lãnh đạo nhận được nhiều số phiếu tín nhiệm cao. Thêm vào đó, bà Trương Thị Mai có phong cách được nhân dân quần chúng đánh giá là gần gũi, giản dị. Do vậy, vào thời điểm hiện tại, việc bà Mai trở thành ứng cử viên sáng giá, một trong hai chức danh chủ chốt của đất nước, không gây ra quá nhiều bất ngờ và ý kiến bàn tán trái chiều. Rất nhiều ý kiến tin rằng bà Trương Thị Mai sẽ là nhân sự kế nhiệm ông Vương Đình Huệ, và dư luận cũng cho rằng ghế chủ tịch Quốc hội đã ở rất gần bà và bà sẽ là vị nữ chủ tịch thứ hai của Việt Nam. Tuy nhiên, vào chiều ngày 16 tháng 5 năm 2024, tại hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã xem xét cho ý kiến về công tác cán bộ. Theo đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, bà Trương Thị Mai đã có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, ảnh hưởng đến uy tín của đảng và cá nhân. Nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân, bà Trương Thị Mai đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của đảng, nhà nước và xem xét nguyện vọng của bà Trương Thị Mai, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để bà Trương Thị Mai thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Và cùng ngày 16 tháng 5, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường được Bộ Chính trị phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư thay thế cho chức vụ bà Trương Thị Mai. Vâng, thưa quý vị, hiện nay dư luận rất nhiều xôn xao về chuyện ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, khóa 12, nguyên Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, do có những vi phạm pháp luật liên quan đến Đại án Đại Ninh. Đại án Đại Ninh đã khiến cho cả Bí thư tỉnh ủy lẫn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đương nhiệm của Lâm Đồng bị khởi tố và bắt giam. Có thể nói, Lâm Đồng là mảnh đất bà Trương Thị Mai gắn bó cả tuổi thơ và tuổi thanh xuân của mình. Địa phương này cũng là nơi bà Mai cống hiến nhiều nhất trong nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Bà Mai có tới 15 năm là đại biểu Quốc hội của tỉnh Lâm Đồng. Dù chưa hề có bất kỳ một thông tin nào được công bố xác nhận sự liên đới của bà Trương Thị Mai tới Đại án Đại Ninh, nhưng nhiều dư luận bàn tán thì cho rằng Đại án Đại Ninh có hình bóng của bà Trương Thị Mai. Bởi lẽ, Đại án Đại Ninh khiến cả Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đương nhiệm bị vướng vào vòng lao lý. Vậy cuộc đời sự nghiệp bà Mai đã cống hiến được gì? Được biết, bà Mai không lập gia đình, mặc dù đã có tới 30 năm sinh sống làm việc tại Hà Nội, nhưng bà Mai vẫn ở nhà công vụ do Quốc hội, sau là Văn phòng Trung ương Đảng sắp xếp cho bà. Bà Trương Thị Mai sinh ngày 23 tháng 1 năm 1958, quê quán xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Bà cùng gia đình đã chuyển vào thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng từ nhỏ và lớn lên ở vùng đất này. Khi là thanh niên, bà theo học và tốt nghiệp bằng cử nhân lịch sử tại trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, sau đó là giáo viên thực hành trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, Ủy viên thường vụ đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Trong những năm công tác và theo học,
Học viện Hành chính Quốc gia Hà Nội và trở thành thạc sĩ chuyên ngành quản lý hành chính công. Ngoài ra còn học tập và nhận bằng cử nhân luật học tại Trường Đại học Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 11 tháng 10 năm 1985, bà đã kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành đảng viên chính thức vào ngày 11 tháng 10 năm 1986. Trong quá trình hoạt động đảng và nhà nước và học các khóa học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cấp bằng cao cấp lý luận chính trị, bà Trương Thị Mai có nhiều năm trong sự nghiệp của mình, công tác ở các cơ quan thanh niên thuộc Tổ chức Chính trị Xã hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 10 năm 1992, tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc thanh niên, bầu bà giữ chức vụ Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa 6 từ năm 1992 đến năm 1997. Đến Đại hội khóa 7 năm 1997, bà tiếp tục được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn. Cùng năm, bà được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đồng thời công tác ở Trung ương Đoàn Thanh niên và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên. Tháng 7 năm 2001, Hội nghị Trung ương Đoàn quyết định bầu bà Trương Thị Mai giữ chức Bí thư Thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phụ trách công tác thường nhật của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Bà công tác Trung ương Đoàn 10 năm, từ năm 1992 đến tháng 12 năm 2002, phối hợp cùng với các bí thư thứ nhất là Vũ Trọng Kim và Hoàng Bình Quân. Cuối năm 1997, tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, bà Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đoàn, được hiệp thương chọn cử làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên, kế nhiệm ông Hồ Đức Việt. Đến tháng 3 năm 1998, bà chính thức được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên, trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tại Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên vào tháng 1 năm 2000, tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội khóa 4. Bà Trương Thị Mai đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam giai đoạn năm 1998 đến năm 2003, được miễn nhiệm tại kỳ họp Ủy ban Trung ương Hội ngày 15 tháng 2 năm 2003 và đã hiệp thương chọn cử Hoàng Bình Quân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 9, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn kế nhiệm. Trong thời kỳ lãnh đạo Hội Liên hiệp Thanh niên, bà Trương Thị Mai chỉ huy các cuộc vận động như học tập, sáng tạo vượt bậc về sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giúp nhau lập nghiệp, vì dân giàu nước mạnh, thanh niên tình nguyện, vì cuộc sống cộng đồng, vì chủ quyền tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và xây dựng nếp sống văn minh đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng chí Trương Thị Mai là đại biểu Quốc hội Việt Nam từ năm 1997 đến năm 2021, lần lượt qua các khóa 10, 11, 12, 13, 14. Năm 1997, bà được bầu làm đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu tỉnh Cà Mau, đồng thời giữ vị trí Ủy viên Ủy ban Pháp luật Quốc hội khóa 10 năm 1997-2002. Đến năm 2002, bà là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 11 thuộc đoàn đại biểu Trà Vinh giai đoạn 2002-2007. Năm 2007, bà tiếp tục là đại biểu Quốc hội trúng cử ở Bình Phước thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước khóa 12, nhiệm kỳ 2007-2011. Trong hai khóa 13-14, từ năm 2011 đến năm 2021, bà là đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng. Ngày 22 tháng 5 năm 2016, bà trúng cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử số 2, gồm các huyện Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh và đạt được 194.275 phiếu, đạt tỷ lệ 79,93% số phiếu hợp lệ. Bà Trương Thị Mai là đại biểu Quốc hội trong nhiều năm và nhận được sự tín nhiệm cao của các đại biểu nhiều khóa. Tháng 11 năm 2014, trong lần lấy phiếu tín nhiệm thứ hai, bà là người nhận số phiếu tín nhiệm cao, cao thứ ba sau Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Năm 2002, Quốc hội khóa 11 đã bầu Trương Thị Mai giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, kiêm nhiệm thư ký kỳ họp Quốc hội. Bà công tác cùng chủ nhiệm Trần Thị Tâm Đan. Ngày 24 tháng 4 năm 2006, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản lần thứ 10, bà được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 10, chuẩn bị cho việc phân công công tác ở Quốc hội
nhiệm kỳ kế tiếp. Ngày 20 tháng 5 năm 2007, sau kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 12, Trương Thị Mai được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Đến ngày 18 tháng 1 năm 2011, tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11, bà được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11. Nhiệm kỳ 2011-2016, tiếp tục là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa 13. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, Trương Thị Mai được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Ngày 27 tháng 1 năm 2016, bà được Ban chấp hành Trung ương khóa 12 bầu vào Bộ Chính trị Trung ương. Ngày 4 tháng 2 năm 2016, Bộ Chính trị phân công bà tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 4 năm 2016, bà được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đến ngày 24 tháng 5 năm 2017, Trương Thị Mai giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Cuba khóa 4, nhiệm kỳ 2013-2018, kế nhiệm Nguyễn Thị Kim Ngân. Đến ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, bà được bầu làm Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Ngày 31, tại phiên họp đầu tiên của Trung ương Đảng khóa 13, bà được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Ngày 8 tháng 4 năm 2021, tại quyết định số 45/QĐ-TW của Bộ Chính trị, phân công Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, kế nhiệm ông Phạm Minh Chính, trở thành nữ lãnh đạo nhân sự Trung ương đầu tiên trong lịch sử chính trị Việt Nam. Ngày 23 tháng 11 năm 2021, tại quyết định số 378/QĐ-TW, Bộ Chính trị quyết định phân công bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ngày 6 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao quyết định số 789/QĐ-TW của Bộ Chính trị, phân công đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa 13, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Bà là nữ Thường trực Ban Bí thư đầu tiên trong số 21 người giữ chức danh Thường trực Ban Bí thư kể từ năm 1976 tới nay. Vậy cuộc đời sự nghiệp của Đại tướng Lương Cường có xứng đáng được đảm nhận chức vụ thay thế bà Trương Thị Mai không? Đại tướng Lương Cường, tên đầy đủ là Lương Văn Cường, là một đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, hiện giữ chức vụ Chủ tịch Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông hiện là Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. Đại tướng Lương Cường là một trong những tướng lĩnh nổi tiếng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông sinh ngày 15 tháng 8 năm 1957, quê quán phường Vũ Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ông nhập ngũ tháng 2 năm 1975 và tháng 7 năm 1975, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, ông đã cùng với đồng đội tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc và đã giành thắng lợi. Có thể nói, Đại tướng Lương Cường đã có những đóng góp to lớn trong việc đảm bảo an ninh và ổn định cho quốc gia. Ông giữ vị trí Bí thư Tổng cục Chính trị và là một trong những nhà lãnh đạo quan trọng trong việc xây dựng, củng cố và phát triển quân đội Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đại tướng Lương Cường, quân đội Việt Nam đã trải qua quá trình hình thành và phát triển thành một lực lượng quân đội chuyên nghiệp, có khả năng đối phó với các mối đe dọa an ninh. Hiện tại, Đại tướng Lương Cường có nhiều đóng góp vào việc thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quân sự và an ninh. Ông đã từng tham gia vào các cuộc gặp gỡ và đối thoại với các quan chức quốc tế, góp phần vào việc tăng cường quan hệ đối tác và hợp tác quân sự
giữa Việt Nam và các quốc gia khác. Trên cương vị công tác, dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Đại tướng Lương Cường cũng luôn thể hiện là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, luôn mang hết tinh thần trách nhiệm, năng lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tóm lại, những cống hiến của Đại tướng Lương Cường trong công cuộc xây dựng quân đội đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và bảo vệ quốc gia, đồng thời làm nổi bật tên tuổi và uy tín của ông trong lòng dân chúng và quốc tế. Có thể thấy rằng, trong bộ máy chính trị Việt Nam của chúng ta luôn có rất nhiều những cán bộ lãnh đạo mẫn cán xuất sắc, thực sự là những hạt nhân quan trọng của Đảng, đang ngày đêm xây dựng và phát triển đất nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe video chia sẻ của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.